Cục Vợ xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay kênh Cục Vợ sẽ chia sẻ tới các anh chị và các bạn cái cách nấu lẩu cá thác lát khổ qua nhé. Một cái món ăn dân dã, một món lẩu thơm ngon tại nhà, đơn giản, dễ làm. Nếu mà các anh chị đang tìm một cái cách nấu lẩu mới thì hãy theo dõi kênh Cục Vợ ngày hôm nay nhé. Và đây là tất cả các nguyên liệu gồm có. Đầu tiên em sử dụng ở đây là nửa ký cá thác lát và 3 lạng xương heo, 3 lạng nấm, nấm rơm và tất cả các loại rau đi kèm gồm có rau xà lách son, bông bí, mùng tơi và đặc biệt là phải có khổ qua nha các anh chị nha. Và hành ngò đi kèm. Bây giờ thì đầu tiên thì mình sẽ đi ngâm nấm cho nó ra hết tất cả những cái chất độc nhé. Cái nào to quá thì mình sẽ cắt ra làm đôi. Và trong cái nước ngâm nấm này thì em sẽ cho vô đây một muỗng cà phê muối. Rồi mình ngâm ở đây cỡ tầm 5 phút nha. 5 phút sau thì mình sẽ đi rửa sạch. Bây giờ thì mình sẽ rửa trần xương qua với nước nóng để lấy đi tất cả những cái máu đỏ và cái chất váng ở trong cái xương này, để khi mà mình ninh nước lẩu á, nó sẽ trong hơn. Và em sẽ đi rửa sạch với nước sạch nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bắc lên một cái nồi nước để mình ninh nước lẩu. Và em cho cái xương heo đã được rửa sạch vô và mình sẽ bật lên bếp và mình ninh nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi ninh lấy cái nước lẩu nè. Rồi trong lúc đợi mà cái nước dùng của chúng ta nó ra nước ngọt á thì chúng ta sẽ làm hành củ. Và bên cạnh đó em có phi hành củ rồi đó các anh chị. Cái này thì hành củ này thì mình sẽ băm nhỏ để tí mình gia giảm theo nguyên liệu gia vị nhé. Rồi hành củ này thì mình sẽ bỏ vô trong cái chả cá thác lát và hành, một ít hành lá xắt vô và mình bỏ vô cá thác lát luôn. Thì tiện cái thớt thì chúng ta sẽ xắt cái khổ qua này ra nhỏ nhỏ miếng vừa ăn. Bây giờ thì mình sẽ nêm nếm vô đây nửa muỗng cà phê bột canh hoặc là bột nêm, 1/3 muỗng cà phê muối và một chút bột ngọt tiêu nữa ạ. Nửa muỗng cà phê đường và một muỗng cà phê nước mắm nhé. Mình cho vô đây nửa phần hành củ phi thơm. Bây giờ thì mình sẽ lấy một ít dầu chét vô cái bao tay và mình sẽ quết cho cái chả cá này nó dai nhé. Đảo đều lên. Thì mình phải chịu khó quết thì chả cá của mình mới dai được nha các anh chị. Em lấy lên và em đập vô cái tô như thế này nè. Rồi cứ làm như vậy cứ tầm 5 phút thì chúng ta đã có cái phần chả cá rất là dai. Nhưng mà em cũng có một cái cách này, mình làm, mình bỏ vô cái bịch và trong cái bịch mình cho một ít dầu vô và mình cho cái phần chả cá vô cái bịch và chúng ta sẽ cán nó như thế này, sẽ miết như thế này thì cái phần chả cá thác lát nó sẽ rất là dai nha các anh chị. Đó là hai cách. Nếu mà các anh chị cảm thấy cách nào dễ nhất và đơn giản nhất thì mình có thể làm. Em thì thật sự là em thích cái cách bỏ vô cái bọc như thế này và mình miết như thế này, mình cán ra như thế này thì nó rất là dai.
Sau một hồi vận lộn với chả cá thì chúng ta đã có một những cái miếng chả cá dai giòn như thế này rồi. Thì quay lại thì cái phần nấm này đã ngâm được một chút và chúng ta sẽ đi rửa sạch. Bây giờ thì em sẽ lấy một ít dầu và mình quét đều lên cái thành đĩa để mình vắt cái chả cá bỏ vô nó không có bị dính nha. Bây giờ mình sẽ bắt chả cá tròn tròn như thế này. Vừa ăn, các anh chị thích to nhỏ gì thì tùy thích, hoặc là mình muốn bắt theo kiểu nào thì cũng được nhé. Cái khâu này thì không quan trọng lắm. Em sẽ viên nó tròn tròn như thế này nhé. Bên cạnh đó thì cái phần nước dùng đang ninh xương rất là ngọt. Khi mà ninh rồi thì chúng ta được rồi thì chúng ta sẽ bỏ cái nấm vô nhé. Mình bỏ cái phần nấm rơm vô để mình ninh lấy cái nước ngọt luôn. Và đây là phần nước dùng thì bây giờ mình sẽ nêm vô đây là 2 muỗng cà phê bột canh hoặc là bột nêm, 1 muỗng canh đường. Và mình sẽ nêm theo khẩu vị của gia đình mình nhé. Mình ăn mặn ngọt gì thì mình có thể tăng lên, nhưng mà mình nhớ lưu ý nêm nước dùng thì mình nêm đậm đà một tí nhé. Và đây là những cái phần chả cá em đã bắt ra rồi đây. Bây giờ em sẽ thả vô đây. Tại vì chả cá này mình chỉ cần thả vô một chút và khi mà thấy cái chả cá nó nổi lên mặt nước là chả cá của chúng ta đã chín rồi nha các anh chị. Rất là đơn giản. Và bây giờ mình sẽ nấu ở đây một chút cho chả cá nó chín và nổi lên mặt nước. Thì chúng ta sẽ xắt hành ngò vô. Đó, chả cá của chúng ta bắt đầu chín rồi đó. Bây giờ thì em sẽ xắt hành ngò vô và mình cùng ngồi quây quần bên nhau nhúng rau ăn bún với lẩu rất là ngon luôn. Đó, cho khổ qua vô nha. Thì chả cá thắt lát thì đặc trưng của vùng miền thì nó sẽ ăn kèm với khổ qua rất là ngon. Và gốc hành cho thơm và nhạy mùi. Như vậy mình chỉ cần một ít bún hoặc ít cơm với một chén nước mắm mặn á, mình với một ít ớt thật là chúng ta đã có một cái nồi lẩu ngon quây quần bên gia đình ăn uống thật là ấm cúng luôn, phải không ạ? Và bây giờ thì mình sẽ cho một ít hành phi vừa nãy mình còn á, mình bỏ lên trên cho nó thơm. Vậy là xong rồi đó các anh chị. Bây giờ điểm lên 1-2-3 miếng ớt cho cay cay nữa. Vậy là hôm nay kênh Bếp Của Vợ đã chia sẻ tới các anh chị và các bạn cái cách nấu một nồi lẩu cá thác lát với khổ qua rất là đơn giản tại nhà, phải không ạ? Nếu mà các anh chị cảm thấy video clip này hữu ích thì hãy cho kênh Bếp Của Vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh Bếp Của Vợ nhé. Hoặc là các anh chị có cái cách chế biến cá thác lát nào ngon hơn thì hãy chia sẻ liền với kênh Bếp Của Vợ để kênh Bếp Của Vợ có thêm một cái kỹ năng nữa vào bếp, được không ạ? Rồi, kênh Bếp Của Vợ xin chào cả nhà, hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo ạ.